Hôm nay mua được bao nhiêu đồ mi sẻ luôn? Hằng ơi! Sao đấy? Này, hôm nay tôi mua được một món đồ nhá. Mi sẻ! Đúng rồi, tôi mua cái này tôi nghĩ ngay tới bạn luôn á. Thế thì bạn khoe tớ làm gì? Tại vì tôi quý bạn Hằng tôi mới mua cái này đấy. Tôi mua cái này là vì bạn đấy. Thế cái này bạn tặng tớ không? Thì bây giờ tớ mở ra xem nó là cái gì đã. Thôi, thế thôi, bạn giữ mà dùng. Đây, tớ tặng bạn nè, cầm đi. Hằng xinh gái quá à. Wow, đẹp thế. Bình nước đó nha, chắc chắn là lần đầu thấy đúng không? Đây là bình nước Tuyết Vương đúng không? Ui. Thì cũng nghe có mắt thẩm mỹ đó. Phải đâu, tớ thấy là bạn Hằng thích mi sủi nên là tớ mới tìm hiểu đấy. Trong này này, còn đầy đồ của mi sủi luôn. Thế mở đi cho tớ xem ơi. Không, đi mà. Tớ luôn nghĩ tới bạn như thế, thế mà bạn chẳng nghĩ tới tớ gì hết. Bạn Hằng xinh gái chán thật đấy. Tại sao tớ phải nghĩ đến bạn? Thế thôi nhá, bye bye. Thôi đừng mà. Thôi, bạn không nghĩ tới tớ cũng được. Thế bạn mở đi cho tớ xem ké. Xem ké thôi nha. Đừng có mà xin đó. Đừng xin đó. Ok, thì đi ra đây. Đây, ngoài ra tớ còn có. Nào, để xuống. Tớ xem một tí thôi. Này nhá, cái trà bình nước này nhá, trong suốt đó. Mình mua nước nào á, để là nó thấy được luôn bên trong. Ví dụ mình đổ nước màu đen vào thì cái bình nước Tuyết Vương này biến thành bình nước màu đen đúng không? Đúng rồi, lúc đấy á, là Tuyết Vương đến xì. Này bạn còn cái gì ở trong túi đấy? Bạn mua được một cái này thôi à? Tiếc là tớ mua được nhiều hơn đây này. Wow, trời ơi. Trời ơi, nhiều thế. Đấy, bao nhiêu luôn nha. Này, tên tiền. Chỗ này phải 10 cái nhở? 2, 4, 6, 8, 9. Ui, này, tôi thấy bạn nhiều thế này rồi, cho tớ xin lại cái này nhá. Thế thôi, mang đây, không cho xem ké đâu. Ôi, thế cho tớ để lại nè, mở đi. Trời ơi. Này, hay để tớ mở cho nhá. Không, tớ còn có đồ ăn của mi sẻ nữa nè. Wow, khoai tây chiên của mi sủi. Nước luôn. Tất nhiên rồi. Ôi. Lần đầu thấy à. Ngon nhở. Là một fan chân chính của mi sủi à. Mấy cái này á, tớ ăn nhiều rồi á. Này, bạn mở đi sao cho tớ uống ké với. Bạn có hẳn 2 chai kìa. 2 chai á. Chai này nước nho. Còn đây là chai đào. Nể tình á. Lúc nào bạn thấy cái gì cũng nghĩ đến tớ. Đúng rồi đó. Tớ sẽ cho bạn chai nước nho nè. Wow, tớ xin nha. Wow, thích quá. Bạn Hằng đúng là vừa xinh gái này, đáng yêu này, học giỏi này, lại còn tốt bụng nữa. Trời ơi, bạn nói á, sao mà vừa nói đúng lại còn nói to nữa chứ. Tớ nói đúng mà. Này, thế cho tớ uống luôn nha. Uống đi, nè, có cần là ống hút đâu. Không cần đâu, tớ mở ra tớ uống hết luôn. Thế thôi, tớ uống cái này. Mời bạn nha. Bạn uống trà đào đi cho tớ xem. Ngon quá, còn có cả miếng đào nữa. Bạn uống xem có miếng nho ở trong này không? Tớ mời Hằng nhá. Sao? Có cả miếng nho ở trong này luôn. Thế ngon quá nhỉ. Này, hay là bạn mở khoai tây chiên đi cho tớ ăn thử một miếng. Trời ơi, không. Trời ơi, bạn xinh gái làm sao thế mở. Tớ ăn một miếng thôi mà. Đã uống nước rồi còn muốn ăn khoai tây chiên. Tớ không thích mở khoai tây chiên á. Tớ mở cái lật đật này chua. Lật đật cũng được đấy. Để tớ hậu nha, chứ nhiều này bạn mở bị đau tay đó. Trời ơi, bạn không cần phải lo quá cho tớ đâu. Tớ thấy móng tay bạn dài như thế, tớ sợ bạn bị đau tay. Để tớ hậu nha. Đây này, mở đi. Cái việc gì khó khăn cứ để tớ chợ. Yeah. Được. Sao bạn có làm được không? Nó khó mở lắm. Đợi tớ lấy kéo, cắt cái được luôn. Mình cho bạn ấy có một túi nước thôi. Mà bạn ấy làm bao nhiêu việc với mình cũng được ấy chứ. Này, mở xong cái đấy, mở nốt cho tớ mấy cái này luôn nha. Ok, không thành vấn đề gì. Đối đây. Với bạn á, với tớ luôn là ưu tiên. Tuyết Vương. Đó, Tuyết Vương lật đật bé tí hon luôn. Nhưng mà cái này á, khuôn mặt đang tức giận đó. Thế á? Thế thì tớ sẽ tìm kiếm khuôn mặt tình yêu cho bạn nha. Đó, xem nào. Có bạn mở nghe. Có may mắn không? Wow, cái này vẫn là tức giận đó. Sao hai cái đều là tức giận thế này? Này, thôi nhá. Lần này á, tớ sẽ để cho bạn Hằng xinh gái kéo tay mở đi. Đúng rồi đó. Xem như á, bạn biết ý. Đấy là hình gì? Cái này là bất ngờ nè.
Wow, đây. Công nhận đúng là bạn hàng có khác, mở cái là hình đẹp ngay. Tất nhiên rồi, nào đây. Tiếp theo. Đây, đây là cái gì đây? Đâu? Lại là hình khác nè, cái này đang khó hiểu, không biết là chuyện gì đang xảy ra. Tớ mở lại tức giận thôi. Thôi thôi thôi, bạn chỉ việc cắt thôi. Để tớ mở cho. Thế cũng được, để tớ cắt cho nha. Cắt cho để cho bạn mở cho, vì bạn là một người khéo tay mà. Bạn nói đúng nha, nhìn nè. Gì vậy? Ở trong một cái tớ bốc được hai hình tuyết vương luôn. Ui, không nhọn á. Bạn đúng là bàn tay vàng trong làng bắt những chú là đặt luôn. Tất nhiên rồi. Nè, tiếp bạn theo. Kia đi. Này, bạn nghĩ cái này là mấy hình nào? Tớ nghĩ là một hình thôi nhưng mà sẽ là hình đáng yêu. Một hình thì đúng rồi. Yeah, cái này đang cười. Đâu? Yeah. Wow. Ôi, bạn thắng có khác. Bạn mở đi, bạn mở cái đấy đi. À, cái này được rồi à? Ê, tớ nhìn thấy rồi nha. Đó, tớ chỉ nhìn thấy cái khác nào thôi. Đó. Ê, còn đây nè. Ý, đẹp chưa? Hình gì đó? Cái hình đấy là hình đáng yêu. Ô, cái hình này là hình suy nghĩ nè. Đáng không biết là chuyện gì đang xảy ra. À, hình gì? Cái này là cũng là hình suy nghĩ. Wow, như này chúng ta có rất là nhiều chú lật đật tuyết vương luôn. Đó, đó, nhìn xem. Mà tổng kết lại cũng chỉ có này, tức giận nè, xong rồi đáng suy nghĩ, đáng yêu, và đáng yêu đang rất là cười luôn. Suy nghĩ thôi cũng được rồi. Nào xem nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wow. Này này, bây giờ tôi sẽ tạo niềm vui cho bạn Hằng nha. Bạn nhìn đây này. À, nhìn nha. 2, 3. Đó, thấy các bạn này chưa? Có một bạn nào bị đổ luôn. Mấy bạn này làm sao mà bị đổ được? Nhìn nha, tớ giúp các bạn ấy nha. 2, 3. Ê, cần lâu mới đổ nha. Thôi được rồi, công việc của bạn xong rồi đó. Thế bạn có cần tớ mở hộ cái gói này không? À, cái gói này á, tớ biết mở rồi. Bạn mở đi. Không, tí nữa tớ mới mở cơ. Bạn mở cho tớ xem đi mà. Không biết là cái khoai tây chiên này có ngon không nhở? Khoai tây chiên này á, là khoai tây chiên vị cà chua đó, bạn ăn bao giờ chưa? Ồ, vị cà chua, đúng vị tớ thích luôn. Trùng hợp thế á. Bạn Hằng á, lúc nào cũng là bạn rất là tốt bụng luôn á. Rồi á. Thôi, dừng. Cái miệng của bạn á, dẻo như kiểu là kẹo kéo ấy. Bạn biết tại sao không? Tại sao? Tại vì đi với bạn là một người ngọt ngào nên là tớ giống kẹo kéo đây. Trời đi, muốn ăn chứ gì? Nè. Ui, khoai tây chiên nha, xong vị cà chua nữa. Thử xem nào. Ui, giòn thế. Giòn ấy là giòn. Trong kiểu là cái bột bên ngoài là bột cà chua. Thế á, bạn cho tớ ăn một miếng đi. Ui, công nhận bạn Hằng xinh gái ạ. Đến ăn cũng nhìn xinh luôn. Nè, ý ăn miếng. Ngon hợp, đậm đà nhở. Tất nhiên rồi. Bạn để đây, tớ ăn rồi. Không. Ổn thế. Anh này, tớ đang có một thử thách. Tại vì ở cái quán này nó ra cho tớ đó. Bạn có muốn chơi thử thách cùng tớ không? Thử thách gì? Thử thách đó chính là vẽ hình tuyết vương và đăng ký hình tuyết vương. À, vẽ cái này á hả? Nhưng mà nếu mà tớ thắng tớ có được cái gì không? Thì tớ sẽ cho bạn ăn cùng khoai tây chiên này, với lại là cho bạn hẳn một chú lật đật, được không? Ok luôn. Thế thì nhanh lắm. Ok, ta đi lấy giấy đi cho tớ. Được, đợi tớ lấy cho nha. Tuyết vương thì thật là đáng yêu. Bây giờ là mùa hè, hay là mình vẽ tuyết vương chủ đề mùa hè đi. Như thế là cũng đẹp đấy chứ. À đúng rồi, tuyết vương mà làm siêu anh hùng thì sao ta? Ý tưởng này hay đó. Ok, bắt tay vào vẽ luôn. Tiếp theo nhìn này. Đâu? Của tớ đây nè. Wow, siêu anh hùng. Tuyết vương siêu anh hùng luôn. Còn bên của tớ nè, tuyết vương đang đi biển đó. Trời ơi, tuyết vương á là kem lạnh mà đi biển thì có mà tan hết à? Lo gì đâu, ở đâu chả có tủ lạnh chứ. Nhưng mà tô màu lên đi để xem bạn tô đẹp không. Ok thôi, bên tớ chắc chắn sẽ đẹp hơn bạn. Tại vì bên tớ có cả một biển luôn. Có cả đồ hải sản nha. Bạn mà dám tô đẹp hơn tớ á? Thì tớ cứ tô thôi, biết đâu là bạn cũng đẹp giống như của tớ vậy. Được, thế tô đi. Ok.
bạn đẹp thế. Của bạn đâu, thử xem nào. Của tớ đây, của tớ cũng đẹp không kém đâu nha. Wow, siêu anh hùng luôn. Nhìn giống không? Có, vừa là Tuyết Vương mà lại mặc áo siêu anh hùng. Đúng rồi, Tuyết Vương này thích làm siêu anh hùng, thích giải cứu mọi người. Này, thế bạn có đi biển với tớ không? Đâu xem nào, đây, biển. Bạn đi biển bạn sẽ được uống nước dừa này, gặp san hô này, cua này, nhìn cá heo. Cá heo đang chơi bóng nó luôn. Ở đây là dưới đại dương đó, tha hồ mà chơi luôn. Cũng được. Sao thế? Bạn dám vẽ đẹp hơn tớ. Tớ thấy là bạn cũng vẽ đẹp mà. Tớ nhìn này, ui siêu anh hùng của bạn á. Ở đây còn có cả trà sữa này, trân châu nè, ăn kem luôn. Cũng đẹp mà. Đẹp không? Đẹp. Bạn nói một câu công bằng là ai đẹp hơn xem nào. Thực ra tớ thấy của tớ đẹp hơn. Không, đấy là lúc nãy tớ nghĩ thế thôi. Nhưng mà tớ nhìn thấy mấy cái hình này này, tớ lại nghĩ khác rồi. Chắc chắn là bạn Hằng đẹp hơn tớ rồi. Thế là còn nghe được. Xong rồi bạn Hằng có cho tớ cái hình này không? Để tớ suy nghĩ đã. Nào cho vào đây. Hồi nãy bạn bảo là nếu mà tớ vẽ đẹp thì bạn sẽ cho tớ rồi mà. Cho cái hình kia kìa. Đó. Ê, hai cái luôn nha. Một cái thôi. Thế bạn bảo cho tớ ăn khoai tây chiên mà. Thôi bạn ăn đi, đằng nào tớ cũng ăn chán rồi. Ngon quá đi. Thích quá. Này nhá, hôm sau mà thấy cái gì mới xuể nữa thì nhớ đưa cho tớ đấy. Mà tớ hết tiền rồi. Trời ơi, mua được mỗi một cái lật đật thôi đã hết tiền rồi. Tớ thấy bạn có nhiều đồ mi xuể lắm rồi mà. Mẹ, tớ thích sưu tập đó. Thôi, bạn sưu tập thì bạn cứ sưu tập đi. Tớ không có tiền nên tớ chả mua đâu. Thế thôi, mang đây cho tớ. Đâu rồi? Không, bạn bảo là cho tớ rồi mà. Bạn lại lấy được vừa đưa tớ đi. Đâu? Có. Đưa cho bạn rồi. Có. Thôi được rồi, tớ về đây. Ok, bye bye. Tớ mang cái này về tớ treo. Quần của bạn á, xấu hơn của tớ ấy. Bạn thấy xấu, nhưng mà tớ thấy đẹp đó. Bạn Hằng tốt bụng quá à. Cho mình hẳn một chú lật đật Tuyết Vương luôn. Còn được ăn khoai tây chiên nữa. Yeah, thích quá.